Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Và hôm nay ngày 28 tháng 11, trời nó cũng bắt đầu nó trở lạnh rồi. Vâng ạ, ở bên Đức Trung thì cũng còn lại rất là ít xe. Vâng ạ, Đức Trung sẽ báo giá một số các cái mẫu xe đang được bày bán tại đây. Và bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Thế và cái chợ ô tô cũ Quảng Ninh này thì chuyên về các cái dòng xe bán tải. Thế còn những cái dòng xe khác thì 5 chỗ, 7 chỗ hay 16 chỗ thì bên Đức Trung có một cái bãi nữa là bên km 47 quốc lộ 10, Quang Trung, Hân Não, Hải Phòng. Vâng, đây trước mắt quý anh chị các bạn là một loạt các cái mẫu xe bán tải đang được bày bán tại đây. Vâng, cái tầm giá nó khoảng 235 triệu cho đến gần 700 triệu. Có Forerunner, có Mazda BT, có cả Chi Tông. Và cái hàng phía sau thì là bên Đức Trung bán rồi. Các bác ấy đang chờ rút hồ sơ. Còn lại một số các cái mẫu xe đây thì chúng tranh thủ lên sóng luôn. Quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến cái xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung theo số 0965 951 955. Vâng, quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe bên Đức Trung đang bán hàng ngày. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Forerunner Wincheck. Chiếc này thì sản xuất năm 2014, bằng số tự động một cầu, máy 2.2. Xe được trang bị một cái lớp sơn màu đỏ cà rốt đấy, cũng như là các cái bộ đồ chơi này, body kit rất là đẹp. Cái màu này thì cũng khá là đồng. Và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 465 triệu. Và thiện chí thì bên Đức Trung vẫn bớt cho quý anh chị để về làm đẹp thêm. Cái mẫu xe số tự động một cầu máy 2.2 này, cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng loanh quanh khoảng 7 lít trên 100 km. Và dầu của nó thì rất là rẻ, có thành thể thao lắp thùng cuốn đầy đủ. Và chiếc xe này đi rất là thích, số tự động đi phố, chở người, chở hàng. Xe rất là đẹp, về màu sắc, về form dáng rất là chắc chắn nhé. 465 triệu đồng. Số tự động một cầu và cái dòng Wincheck này thì máy của nó cực kỳ là bền bỉ. Gầm cao. Và cái dòng này thì cứ để lâu là tự nó khóa cửa lại. Rất là an toàn. Vâng, so với lại những cái dòng xe hatchback hay dòng xe sedan thì cái dòng xe này ấy, máy dầu nó tiêu hao nhiên liệu rất là thấp. Chi phí nuôi xe nó cũng chỉ ngang với một chiếc xe hatchback loại bé bé như là Hyundai i10 hoặc Kia Morning thôi. Vâng, và cái giá tiền của nó thì cũng rất hợp lý. Trang bị 5 chỗ ngồi, chở được cả hàng, chở cả người. Thế mà cái máy này thì nó cũng không tốn nhiều cái thời gian cũng như là tiền bạc để chăm sóc. Đấy, giá chỉ có 465 triệu biển Hà Nội. Xe rất là đẹp, rất là hợp hố, trông nó rất là nam tính, khỏe khoắn, chinh phục mọi địa hình, đi đường xa rất là thích. Và tiếp theo Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe nữa, đó là chiếc Forerunner Wincheck sản xuất năm 2016. Và chiếc này thì trang bị động cơ 3.2, số tự động 2 cầu. Và máy dầu thì 3.2 này, cái dòng này là đang là đỉnh nhất. Và do cái dòng Biturbo 2.0 thì nó đang có một chút lỗi về chế tạo. Chính vì thế nên là cái dòng xe 3.2 này vẫn được khách hàng săn đón rất là gắt gao. Thế và chiếc xe trên thì được trang bị một cái lớp sơn màu xanh đen, hay là còn gọi là màu xám đá. Vâng, cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là
là 690 triệu đồng. Vâng, 690 triệu đồng cho một cái mẫu Forerunner Wildtrak bản 3.2 số tự động 2 cầu. Đây được trang bị 6 túi khí phanh ABS, rồi là cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo. Và rất nhiều các cái chức năng phải nói là rất là thông minh hiện đại bậc nhất trên những cái dòng xe 7 chỗ, cũng chưa chắc đã có những cái trang bị hiện đại như chiếc xe này. Giới hạn tốc độ, rồi là cảnh báo lệch làn, vân vân và vân vân. Hệ điều hành màn hình sinh 2. Vâng, đây quý anh chị các bạn có thể thấy toàn bộ các cái form xe nó cũng không lạ lẫm lắm so với thể các cái dòng xe khác ở trên thị trường. Thế nhưng mà cái dòng xe này là máy dầu, lái điện rất là nhàn, vận hành phải nói là cực kỳ là an toàn. Cảm biến quanh xe, thế và cái khung sườn của nó thì cực kỳ là chắc chắn, và toàn bộ các cái hệ thống an toàn. Người Mỹ thì người ta rất là chú trọng về các cái vấn đề an toàn. Đây là một cái mẫu xe rất là lý tưởng để phục vụ cho gia đình công việc, đặc biệt là các bác mà đi công trường công trình, hay là đi vừa chở người vừa chở hàng. Vâng, cái mẫu xe này chỉ có 690 triệu đồng, vâng, bao rút hồ sơ và thiện chí thì vẫn còn bớt. Vâng, nếu như mà quý khách hàng mà cũng không quan trọng quá về cái hình thức thì hãy tham khảo chiếc xe này. Đó là chiếc Mitsubishi Chiton sản xuất năm 2013, được trang bị số sàn 2 cầu, máy 2.4, vâng, máy 2.4, 2.5 gì đấy. Vâng, xe thì cũng được trang bị một cái lớp sơn màu xám biển Quảng Ninh. Cái dòng xe Nhật này thì nhiên liệu nó sẽ ăn ít hơn là dòng xe của Mỹ, và nó cũng rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Đấy, và trang bị la răng đúc, lốp láp thì còn đẹp cả dàn. Toàn bộ các cái phần đèn đóm cũng như là cái thân vỏ của xe còn khá là chất. Và một chiếc xe sử dụng được 7 năm. Thế nhưng mà xe của nó thì còn rất là đẹp. Cứng cáp, máy gầm chất, điều hòa mát sâu, và đầy nội thất của xe. Vâng, và chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 335 triệu, số sàn 2 cầu, cầu cài bằng cơ, cho nên là nó khá là bền bỉ, điều hòa auto, và có phanh ABS, có túi khí. Vâng, nội thất của nó thì cũng cực kỳ đẹp. Và xe thì cam kết là không lỗi. 335 triệu thiện chí thì vẫn còn bớt. Nên là quý anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp thì bên Đức Trung sẽ có những cái tư vấn, và cái giá cả thì ta có thể bàn, tạo điều kiện cho khách hàng mua được xe, bên Đức Trung cũng bán được xe. Hôm nay cái lượng xe còn lại thì nó cũng chỉ còn tầm cỡ khoảng chục chiếc. Thế mà đợt tới này thì cái nhu cầu mua xe của khách hàng thì tương đối là cao. Vậy cái dịp cuối năm, xong là mưa phùn gió bấc thì là cái nhu cầu sử dụng xe rất là lớn. Thế chính vì thế mà bên Đức Trung cũng rất là mong muốn bán được nhiều và mua được nhiều xe để phục vụ ở bà con trong các cái dịp năm hết Tết đến. Và 335 triệu cho một cái mẫu Mitsubishi Chiton sản xuất năm 2013, số sàn 2 cầu, máy dầu. Vâng, kế tiếp là một mẫu Mazda BT50 được sản xuất năm 2014. Vâng, chiếc này được trang bị cái lớp sơn màu bạc, số tự động 2 cầu, máy 3.2, biển Hà Nội. Vâng, chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 425 triệu. 425 triệu cho một cái mẫu Mazda BT50. Dòng 3.2 này máy của nó khỏe lắm. Chốt cửa rồi, Đức Trung quay có video chi tiết rồi. Nên quý anh chị các bạn ai quan tâm thì có thể liên hệ với Đức Trung. Đức Trung sẽ gửi các cái video chi tiết cho. Nên có cảm biến đằng sau này, lốp láp, còn bước.
đăng kiểm thì dài nhé, đăng kiểm thì tận đến tháng 9. Vâng, 425 triệu đồng. Vâng, kế tiếp là một chiếc Forerunner bản XL sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu năm 2019. Vâng, chiếc này thì nó cũng không khác gì một chiếc XLT, nó đã có la răng đúc này, có bậc bước rất là to. Thế và toàn bộ các cái form đầu xe này là form mới rất là đẹp. Đèn thì vẫn là đèn halogen. Lái điện, vô lăng tích hợp phím. Vâng, nó chỉ thua bản XLT mỗi một cái là ga tự động thôi. Động cơ 2.2, mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng rơi vào khoảng độ 6-7 lít trên 100 cây. Trang bị số sàn, hai cầu điện. Vâng, số điện, cài cầu bằng điện thì nó rất là nhẹ nhàng, linh hoạt. Vâng, và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 560 triệu. 560 triệu cho một cái mẫu xe màu trắng sứ sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu năm 2019. Vâng, kế tiếp là một mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2016, trang bị cái nước sơn màu đen biển Quảng Ninh. Vâng, chiếc này thì trang bị số sàn, hai cầu máy 2.2. Vâng, đã có lắp thùng thấp. Con này máy gầm của nó cực chất, tôn vỏ đẹp. Con này cam kết không nổi, xe cực chất luôn. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà ở các cái khu vực miền núi mà phải đi đèo dốc nhiều, thế và ta nắm cái quyền chủ động trong cái vấn đề tăng tốc hay là giảm tốc, thì lên mua số sàn. Số sàn là một cái số phải nói là nó chủ động được cái moment xoắn cũng như là cái tốc độ di chuyển. Chúng ta chọn cái dòng số sàn này đi nó sẽ tốt hơn nhiều. Đi phố thì ta chọn số tự động, còn nếu đi rừng núi thì ta chọn số sàn. Vâng, chỉ với 465 triệu đồng đã sở hữu ngay một cái mẫu Mazda BT50 form mới. Lốp láp thì cũng còn rất là đẹp. Form mới. Vâng, kế tiếp Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái mẫu Mazda BT50 được trang bị cái lớp sơn là màu trắng sứ, còn có người thì còn gọi là trắng ngọc trai. Sản xuất năm 2014, trang bị động cơ 3.2 số tự động, hai cầu. Còn xe rất đẹp, xe gò biển Lào Cai 24C. Rất là đẹp. Vâng, chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 455 triệu. Vâng, thiện chí thì có bớt. Vâng, hỗ trợ vận chuyển, bao rút hồ sơ. Vâng, kế tiếp là một mẫu Mazda BT50 cũng sản xuất năm 2014. Vâng, chiếc này thì được trang bị một cái lớp sơn là màu đỏ đun. Vâng, phiên bản số tự động, hai cầu máy 3.2. Con này cũng zin đẹp không nổi. Vâng, bên Đức Trung cũng đang chào bán với giá là 455 triệu. 455 triệu. Vâng, thiện chí thì vẫn bớt cho các bác khi mà đến xem xe trực tiếp. Xe đẹp lắm, form căng, sơn xi rất là sạch sẽ. Máy gầm chất điều hòa mát sâu, từ các cái bậc bước rồi là các cái cản trước cản sau, toàn bộ các cái cản